Cái phần bề ngang này chú làm là 58 chú nhá. Vâng. Còn chiều cao. Đây còn chiều cao chú đợi cháu một tí. Đây chiều cao thì 35 inch. Thước Việt Nam thì là 88 cm chú. Cháu đang định là làm theo cái hình như này này ông. Đấy thì ông ấy nhìn nhá. Đấy thì ở cái phần bên này nó sẽ thỏi ra, đây bên này dài thêm. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay con lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai ông cháu để mà cập nhật cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu là tới đâu rồi. Và thời gian vừa rồi thì cháu Lực có chia sẻ về cái quá trình mà mấy anh em thợ làm việc đấy các bác, thì cũng có nhận được là một ý kiến của một bác thì có nói ở lên trên kênh đấy, có thể là bác đã theo dõi rất là lâu rồi, và sau khi mà cháu Lực đi vào và làm trong nhà vệ sinh của bác thì bác cũng có góp một cái ý kiến, thì là cái điều đấy cháu Lực cũng ghi nhận của bác ạ. Đấy, nhưng mà hiện tại thì ngôi nhà của hai ông cháu thì cháu Lực đã thiết kế từ lúc mà mới chưa làm nhà đấy các bác, thì cháu Lực đã thiết kế và cháu Lực đã đăng tải cái bản vẽ đấy lên cho tất cả các bác cô chú anh chị là cùng biết rồi. Ở đây thì cháu Lực cũng đã tìm hiểu là rất là nhiều kênh YouTube thiền nguyện người ta làm cái mẫu nhà như thế, thì cháu Lực mới lựa chọn là làm những cái mẫu nhà như vậy. Và cái mẫu nhà này cháu Lực làm thì nếu mà như ở gần mặt đường của bác thì cái khoản kinh phí của nó thì chắc là đâu đó cũng chỉ hơn 100 thôi các bác ạ. Đấy, nhưng mà do là ở xa mặt đường quá với lại xa đường quốc lộ quá, cho nên là cái phần kinh phí làm nhà này thì khá là đắt. Hiện tại thì cái ngôi nhà cháu Lực vẫn còn đang âm 40 triệu. Đấy, trong đó thì hiện tại là đang âm vào của cháu Lực. Thì có thể là nếu như mà sau khi hoàn thiện cái phần thu này xong là không có kinh phí để mà làm nữa, thì cháu Lực sẽ chỉ là hoàn thiện là như thế thôi. Đấy, trước lúc mà cháu Lực lên bản vẽ thì là ngôi nhà của hai ông cháu, cái nhà này thì cháu Lực là dự tính là làm hết là 190 triệu. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là hiện tại là vẫn còn chưa đủ 190 triệu các bác. Đấy, đang nói chuyện thì là ông về. Ông vừa đi đâu về đấy ông? À, là đi đón cháu Mạnh về à? Thế ông gửi một lời chào tới các bác nào? Chào các bác, các chị nhá. Thế ông là vừa đi là vừa lấy thêm cả rau lợn á à? Vâng. Đây thì ông đi vào nhà trước cháu đi, cháu ở đây thêm một lúc nữa. Đây, mới vào thôi là hai chú chó của ông là ở đây là canh chừng rất là nghiêm ngặt đấy cô bác. Nếu mà cháu Lực không xuống đây từ lâu rồi thì chắc là xuống gặp hai con chó này cháu Lực cũng tương đối là khá là sợ. Đấy, quay trở lại và cái câu chuyện mà cháu Lực nói là hiện tại cái phần ngôi nhà là cái phần kinh phí đấy cô bác. Thì bác cũng có nói ở trên bình luận thì bà cũng gửi là cháu Lực xin được phép là đọc cái bình luận của bà rồi cháu Lực sẽ trả lời của bác nhé. Bà ngắm lại ký nhà vệ sinh có gì đó sai. Lực à, nhà vệ sinh không xây kín mà phía trên thông toàn bộ ra nhà, vậy khi đi mùi sẽ lan tỏa toàn bộ không gian ngôi nhà, hay lắm. Cháu nghiên cứu lại, đường nào cũng phải có bếp củi ở ngoài, chuyển nhà vệ sinh ngoài quay bằng cây gỗ cũng được để cho không gian ngôi nhà sạch sẽ. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân và cháu Lực. Đây là cái ý kiến đầu tiên của bà. Và ý kiến thứ hai thì là bà thấy nhà vệ sinh không hợp lý, bước vào nhà nhìn thấy nhà vệ sinh hay Lực chuyển nhà vệ sinh và bếp ra ngoài nơi đấy làm kho để thóc. Đấy, cái này thì ý kiến của bà. Thì là ở trên bình luận thì cháu Lực nhìn thấy là có một ý kiến của bà thôi, thì cháu Lực xin được phép là trả lời ý kiến của bà một chút. Đấy, hiện tại thì nếu mà chuyển ra ngoài đấy thì cái phần chuyển đấy thì nếu như mà đi ra ngoài hiện tại thì cháu Lực là mấy nữa khi mà hoàn thiện nhà đấy thì tận dụng lại là những cái tấm ván gỗ này để mà cùng ông đã làm ở bên ngoài thôi, chứ ra phần ngoài thì cháu Lực hiện tại là không có kinh phí để mà làm nữa rồi. Còn về cái góc nhà vệ sinh như thế đấy các bác, thì
ở đây thì không phải là mình ngôi nhà, mỗi ngôi nhà này làm cả, là rất là nhiều kênh thiện nguyện ở trên vùng cao là làm rồi. Nếu mà như các bác có theo dõi được những cái kênh ở trên vùng cao thì các bác cũng đã nhìn thấy được những cái mẫu nhà này khá là nhiều. Đấy, có thể là người ta còn làm là không có bằng gạch đỏ đâu, người ta làm bằng cái gạch gạch bi kia thôi các bác. Đấy, ở nhà ở của mình thì là sau khi mà mình đi vào ở đấy thì mình phải biết giữ gìn, thì tất cả mọi cái thì nó sẽ đều là sạch sẽ hết cô bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào để mà xem là công việc của mấy anh em thợ hôm nay là làm những cái gì cô bác nhé. Vậy tính đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của hai ông cháu thì đâu đó cũng đã khởi công được là gần một tháng rồi cô bác ạ. Nếu như trong thời gian vừa rồi mà không có mưa nhiều quá thì có lẽ là bây giờ hiện tại ngôi nhà của hai ông cháu đã đi vào hoàn thiện cái phần thô hết rồi. Đấy, ở đây thì hiện tại là đang nhìn cái phần cửa sổ này các bác nhá, vẫn còn là khá là rộng đấy. Tuy nhiên là mấy nữa sẽ còn nẹp vào thêm là đủ. Cái chiều ngang của cửa sổ là 80, còn cái chiều dài thì là 1m các bác ạ. Đấy, ra đến đây thì thấy là Mạnh với lại Giang là đang chơi ở đây rồi. Nào Mạnh đang chơi cái gì đây? Hả? Làm cái gì đây? Đấy, Mạnh gửi một lời chào tới các bà xem nào. Con chào các ông các bà. Rồi, hôm nay là Mạnh có đi học không? À, đi á. À. Thế đi học này thì hôm nay học mấy giờ thì nghỉ? Học đến mấy giờ thì nghỉ? Hôm nay Mạnh học đến mấy giờ thì nghỉ Mạnh? Không biết. Không biết à? Đấy, Mạnh thì thứ nhất là đi học với cô bác thì không có đồng hồ, cho nên là em chỉ biết là cô giáo nghỉ giờ nào thì lên giờ đấy thôi. Đây, ở đây thì thời gian này thì con đang còn chơi với lại con chú Toán là nhiều hơn. Ra phía bên này thì con chú Toán là chiều đi học về thì cũng ra đây chơi cô bác. Mạnh, chú dạy là không không biết nghe, lần sau trả lời phải không ạ cơ mà nhá. Rồi. Ông à, hôm nay ở nhà làm gì không? Dạ. À, xem mấy anh em thợ làm thôi à? Hôm nay là cũng không có gì để phụ nữa không nhỉ? Cũng ở nhà là chỉ có trộn vứa là này kia thôi. Đấy là mồ hôi là nước hay chú Toán? Mồ hôi đấy. Mồ hôi ra hết á? À. Trong này thì chắc hết rồi chú? Trong này chắc hết rồi à? Đấy là hôm nọ thì cháu Lực đang chia sẻ một cái thước phim thì mấy anh em thợ đang hoàn thiện là chắt cái phần phòng bên này này các bác này. Đây là chắc là chiều đây lại thêm ở bên này chú Toán. Vâng. Chiều bên này đúng không? Vâng. Đây, phòng bên này thì cũng đã là chắt xong rồi các bác ạ. Đấy, còn đường điện về phía nhà của hai ông cháu ấy thì cháu Lực sẽ lựa chọn là cái không có để nổi nữa các bác, là sẽ để chìm. Thì cái phần này thì là sau khi mà để đấy thì chú để như nào thì chú bảo với ông nhé, để sau này để tránh những chỗ mà ông đục đinh, có thể là sau này ông đục đinh vào đấy. Đấy thì là chắc chắn là ông sẽ không đục đâu, nhưng mà mình cứ làm trước để cho chắc thôi chú. Vâng, cái này là nào mình muốn bắn vít vào trong này thì mình làm chìm nữa, kể cả nó sợ tay vào cũng sợ. Vâng, không, nhưng mà sợ ý là sau này ông ấy, sau này ông là ông dùng cái đinh đóng ở đây này, chúng phải dây điện đấy. Thì dạy chỗ nào mà chú đi qua dây điện thì chú bảo với ông một tí nhá. Đây cũng có một số bác ở trên kênh thì cũng có nói. Đấy thì ông thì lúc nào cũng hiện tại trong quá trình đang làm nhà đấy các bác, thì ông lúc nào cũng ở nhà. Đấy thì ông để ý là cái đường điện sau này nó đi như thế nào không nhá. Sau này ông đừng có lấy đinh đóng vào tường nhá, không là không may thì nó sẽ bị điện nó bị dò dỉ ra. Đấy, có vẻ là phòng khách này gần xong hết đấy chú Toán nhỉ? Vâng. Đấy, những cái mạch ở phía bên này các bác nhá, thì nếu mà cháu Lực không nói luôn ấy thì tránh trường hợp là một số bác là không biết là tại sao lại để như thế này đấy. Cái này là máy nữa là sẽ để điện vào đây các bác nhá. Ở đây sẽ có một cái ổ điện này, xong là máy chú là để điện vào đây sẽ chát lại toàn bộ. Đấy, và điện thì là ở đây là có một cái ổ điện này, và phía bên này là có thêm là một cái ổ điện nữa. Bên này chắc xong rồi à anh? Xong
Đấy, các cô là khi mà hoàn thiện, các cô đã gom vứa lại để mà tiếp tục là sang bên này để mà đào tiếp. Ôi, hôm nay lâu lắm mới gặp anh nhớ nhỉ? Lâu 1 tháng. Được là 1 tháng không? Thế được 1 tháng thì lâu lâu phết rồi đấy. 1 tháng rồi. Vâng. Em ở hôm vui miền phải ở hôm một ít nó lắm luôn nên là lối dao của bị động là thứ à. Lối dao chị chở đi. Đấy, ở cái nhà vệ sinh thì nếu như là trước mà kinh phí mình dư ra các bác thì có thể là đổ trên này thì nó sẽ ấy hơn đấy, nhưng mà tuy nhiên thì khi mà cháu được ghi hình lên cũng khá lâu rồi và cũng không thấy ý kiến của các bác khán giả nào nói cả. Đến hôm qua thì sau khi mà chat lên thì cũng có bác nói ấy. Thì tất nhiên là mình làm như thế thì chắc chắn là nó sẽ cảm giác như nó sẽ được mùi một chút các bác đấy, nhưng mà nhà vệ sinh thì khi mà mình dùng ấy thì mình cọ rửa vệ sinh sạch sẽ thì lúc nào trong tình trạng là cũng có nhà nó sạch sẽ thì nó sẽ không có bị cái gì cả các bác ạ. Đấy. Như ở trên vùng cao thì hầu như là đi đa số là nếu mà đi vệ sinh ấy, thì thường là đi tìm những cái bụi cỏ hay là những cái quả đồi nó người ta đi thôi, chứ còn nhà vệ sinh như này thì nó gọi là rất là thích hợp đối với lại là trên bản ở trên vùng cao rồi. Đây thì không phải là cho được là biện minh đâu, nhưng mà nếu như bác nào mà lên đã từng lên đến vùng cao thì các bác biết. Hôm nay có vẻ là vắng anh Phòng với chú nhỉ? Vâng. Những cái mạch này thì mấy nữa mình chắt lại thêm một lượt nữa à chú Toán? Vâng, đây lắp dây điện xong hết thì mới lắp lại. Vâng. Và cái này là mấy nữa mình để cái đường không sâu lắm thì trong này vẫn là máy cắt cho nó vào trong. Vâng. Cho nó lắp được điện. Vâng. Cũng này cho không có cái mét. Nếu mà mình lắp nổi thì mình lấy cái kia về kẹp thì sau này nó hay hỏng. Vâng. Tạm đi. Hôm nay mình chưa học chứ mấy hàng này sẽ tắt lên. Tắt lại đây. Anh nào? Mà cái khó đó. Mẹ. Tao của mẹ à? Vâng. À, thế là ra đây nhìn điện thoại hay là ra đây làm gì đấy? Ra đây nhìn điện thoại. Ồ. Cái cửa sổ này là mấy nữa mình cán thêm vào tầm bao nhiêu phân đấy chú Toán? Mỗi bên là vào 2-3 phân đấy. Vào thêm 2-3 phân nữa à? Vâng. Nhìn thế rồi, chưa chắc thì nhìn nó to nhưng mà chắc vào một bé tí nữa mà. Vâng. Sau này còn một cái khung thêm nó. Cho đây bảo là làm thêm cái bàn thái rồi một chút này, hôm nọ thì chưa có số liệu đúng không? Vâng. Thế thì một tí nữa cháu bảo với chú trong một tí hai chú cháu mình đo luôn chú nhé. Vâng. Thế bây giờ chú rảnh thì cháu mình đo luôn. Vâng. Hôm nay thì đội thợ của chú Toán là anh Phòng thì vắng anh Phòng của bác ạ. Đấy, nhưng mà các chú thì vẫn tiếp tục là bổ sung thêm một người nữa. Còn ở trong nhà thì hiện tại là đang đi vào là hoàn thiện cái phần chắt thôi các bác, còn chưa mấy cái phần mà phát sinh thêm thì cũng chưa có làm, ví dụ như là bàn thái này. Bây giờ bàn thái thì chỗ này thì cũng đã chắt xong rồi, thì có lẽ là có thể là bàn thái này là chú hoàn thiện hết nhà xong chú mới làm hay là như nào chú? Cái này chú cân nền xong chú mới cân hết nền xong chú mới làm, xong rồi đo lên thì chú
cắm sát rau vào. Vâng. Thế là chú lấy đổ và xay lên là chú sẽ có thể cắm sát rau, sát sấu cắm vào. Vâng, thế là cán hết cái nền này thì mình mới làm đúng không chú? Mình làm trước thì sau này nó sợ mình tôn lên một tí không tôn được hoặc là mình cho xuống một tí nó lại cao. Vâng. Thì mình làm ở đâu cũng thế thôi, nhưng mà làm rồi mình cần hết nền xong mới làm bằng cái. Vâng. Đấy thì mình làm sao hoàn thiện số khác hết xong đến bàn thái là làm cuối cùng nhất. Vâng. Thế thì chú nghỉ ngơi xong thì chú cầm cái thước, cả thước Việt Nam ấy, thước ở bên Mỹ ấy. Chú cầm rồi hai chú cháu mình đo lại cái bàn thái này thêm một chút để lần sau thì chú làm theo cái kích thước mà cháu gửi cho chú luôn. Đấy, cái phần chạy ở ra phía bên kia là máy nữa là dây điện nó sẽ chạy hết vào cái phần đấy các bác nhé. Bây giờ thì mấy chú là đang trở lại thêm một chút nữa. Ổ điện thì hôm nọ là cháu Lực cũng chỉ tính là để có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ủ đâu không á. Còn những cái này thì là cái công tác ở trong nhà vệ sinh. Công tác thì cháu Lực sẽ không có lựa chọn là để vào trong nhà vệ sinh nữa, và sẽ lựa chọn là để ở phía bên ngoài. Bây giờ cháu xem cái kích thước của nó một tí nữa. Nhưng đợi chú Toán đi lấy kích thước ở bên hôm nọ, có một hôm nọ là có bà An Phạm đã gửi cho Lực xong, à hai chú cháu sẽ đi vào và đo thay thêm một chút nữa. Dạ. 58, thước Việt Nam là 58 cm. Và cái phần mặt bàn chú 58. Năm tám ở đây mà. Đây là 60 đấy, 558. 58 ở đây mà, đây. Cái 58 này thì là mấy nữa chú để trên cái mặt bàn này chú nhá. Mặt bàn này. Đúng rồi, mặt bàn. Còn là chú thử đo cái thước này là thước ở bên nước ngoài đúng không chú? Thước ở bên nước ngoài này thì là cái thước này là tìm thấy ở đâu chú? Thấy ở bên kia mạnh nó để bên kia nó không 23 inch là đến đâu? 23 là đến đây. Cái thước Việt Nam là chú được đo bao nhiêu? Là cũng 60 rồi, 6 đây, 58. Đây 23 mà. Đây 58 này. Đây cái phần mặt bàn này thì là chú để là 58 chú nhá. Vâng. Ở đây thì nếu mà theo như là bên cái này là nó cũng khá là rộng đấy chú nhỉ? Vâng. Đấy, nhưng mà ở đây là có đồ là hai chị Nguyệt Thúy là mua sắn hết rồi, cho nên là kích thước này thì phải làm theo là cái kích thước của cái đồ mà hai chị gửi cho ấy, thì là mấy đứa đặt về thì nó mới vừa chú ạ. Vâng. Đáng nghe ra là nếu mình làm ấy tầm độ là 50 phân này, chiều 50 phân thì nó là được rồi, nhưng mà chú này là cái phần bề ngang là chú làm là 58 chú nhá. Vâng. Còn chiều cao. Đây, còn chiều cao chú đợi cháu một tí. Đây. Chiều cao thì 35 inch. Thước Việt Nam thì là 88 cm chú. 58. Ông ra đây không? Ông xem là cái chiều cao ở bên kia thì có hợp chưa không? Để ông đi vào. Xem là ông thử bướm xem là. Đây là ăn ban là ban bếp ga này cũng liên hợp ạ. Vừa chưa? 88 cm đấy, chưa đến 1 mét đâu. Ông thấy có vừa chưa? Dạ. Chỗ cao hơn một tí á. Ông nhưng mà cái này mấy nữa không qua người đâu. Cái này mấy nữa ông ăn để đồ trên này mà. Ở đồ tốt nữa chứ. Đấy. Đây ông thì các kiểu đi bên cái ga tốt nữa này giờ nó toàn chào mình xuống cái đâu chắc tao tay có chào mình xuống cái đâu. Và một ăn ba. Thế mấy ba bên ga tụ xuống là bên này giờ nó chứ toàn chào tôi xuống cái đâu. Ông thì đang chưa hình dung ra là cái chiều cao của nó là bao nhiêu. Đấy còn 88 cm là hợp rồi đúng không? Vâng, hợp rồi. Vâng, mấy nữa là đến 88 ở đến đây là xây cái bàn ở đến đây là xong, là còn ví dụ bếp ga là đến đây này, xong là còn thêm cả chảo nữa, nó phải tầm đến đây là ngang người của ông luôn rồi.
nó cao hơn cửa sổ một chút. Cái phía bàn thái bên này các bác thì vẫn được định tính là nếu mà sau này như hai ông cháu chỉ có hai ông cháu ở nhà ăn cơm thôi thì là có thể là mua thêm hai cái ghế này, hai ghế xong là ăn cơm đây, xong là ghế là đẩy hết đụt hết là đi dưới bàn là mái thái. Chú làm cho nó thẳng cái phần mép nhà vệ sinh này chú. Đấy. Là nó đi vào bao nhiêu chú? Nó là 2 mét chú ạ. 2 mét. Không thì nếu mà cái bàn này, cái đấy chú cứ làm cho nó ra hết bên kia thì để sau này cho ông để đồ cũng được. Ông có muốn là làm cái bàn thái đổ hết ra bên kia không? Ông này thấy hơi đi thẳng này ra rồi đi mật này. Đến đây là được đúng không? Vâng. Vâng. Thế thì làm thẳng cái chỗ nhà vệ sinh nhé, chú nhé. Nếu mà 2 mét là gì đấy à? Thế chú thử xem là cái thước ở bên Mỹ thì nó rơi vào tầm độ bao nhiêu? Cho các bác ở bên Mỹ thì các bác còn hình dung ra được nó là tầm bao nhiêu? Rơi tầm bao nhiêu chú? Có 79. 79 à? Thế 79 là vậy đây 79 là đến đây đúng không chú? À. Đúng 79, zin 79 này. 79. Nó là trên này, nếu mà trên này là 6F7 này. Còn là lên chỗ này. Lên chỗ này thì ra đến tận trừ lại cho cháu là tầm độ 80 phân để mà vừa cái tủ lạnh. Cái ổ điện như này thì nếu mà sau này có thêm kinh phí một tủ lạnh các bác nhá, thì là ở đây là có ổ điện cắm như này luôn. Trừ lại là 80 đây phân là cho vào tủ lạnh nào. Vâng, 80 phân, nhưng mà đây là thước ở bên nước ngoài rồi. Vâng. Chú phải lấy thước ở bên kia đo thì mới biết được. Mấy phần nó là đến đây đúng không chú? Đây nhỉ? Đây thì xong thì cái đấy chú còn lại thì đi xuống dưới là chú đổ hết cái bàn thái cho cháu. Ở đây thì có cả thêm cả ông nữa, thêm là cả chú thợ nữa để cho các em thợ là đo luôn, xong là để ông xem là cái kích thước như vậy thế là vừa chưa? 2 mét. Vẫn được 2 mét rồi chú. Từ đây ra là 2 mét đúng không? Đấy còn ở đây nếu mà theo ông là từ nhá, đổ cái bàn thái ra tận đây thêm 1 mét nữa thì ông thấy là có được không? Vâng, đổ ra đến đây. Đây. Thì theo ông là chỗ đấy là có được không? Tại vì là... là nó rộng đến đây đấy. Đây. Là sẽ đổ ra đến tận đây chú, tận đây nhỉ? Tận đây đi vào. Tầm 80 phân á, chú đã cho tầm 80 phân như thế. Tại vì là 1 mét thì có thể là nó hơi... 80 đến đây. Nhưng mà đủ đến đây là nếu mà có cái gì đặt ở dưới này thì... Cũng chả lấy tới nữa. Đồ từ tới nữa. Mạnh là bé một tí thì chả lấy cái gì được ăn. Thì sau này đụt vào thôi. Sau này nó biết lớn rồi. Cứ đổ theo là cái hình hôm qua là cháu gửi cho chú ấy. Thế chú cứ đổ ra thành nó như kiểu là ở đây, từ đây đi nó là một cái chữ L ấy chứ. Đây. Con nhỏ đáng nghe ra chữ L thì nó là thẳng từ tường này đi đấy, nhưng mà do là có một số cái nó thay đổi các bác, thành ra là hai chị Nguyệt Thúy có bảo cho Lực là thay đổi lại thêm một chút nữa. Đấy, nhưng mà theo ông thì nếu mà đổ ra bên này thì để cho cái góc để trên này cho ông đổ rộng rãi để đồ nó rộng rãi hơn đấy. Tám mươi nhưng mà đến đây nó lại ra kia xuống nhỉ.
80 kia nó là 5 đến gần đây cơ. Đây là 58 nhỉ? 58 cái kia. Nó chỉ thòi thò ra một tí thôi. Đấy, coi như là bếp này là nếu mà làm như thế là không có ngồi được ấy. Mày coi như là bếp là phần 58 chứ tôi giả thế này. Mày coi như là cái phần tao xay này tao cần nó tiếp cho đủ cả ông bán cái cầu ấy tao xay ăn mà cái khái này tao xay không chịu cái đồ tao ở cạnh nhà tôi chưa đi đi mượn cái thau cặp cái đồ rồi cặp ăn cái nào không gì cái đồ lớn có mà 58 8 năm 10 58 này đến tận đây. Tận đây chứ nhỉ. Rồi cái đấy là. Còn là về cái phần này thì bây giờ là cháu hỏi ông một chút xem là ý kiến của ông là làm như vậy thì liệu là ngôi nhà nó có bị trượt không ạ? Bị trượt không ông nhá? Thì bây giờ là xây từ hôm nọ là những cái hình đây này. Hình cho chú xem ấy. Cho ông xem ấy. Cháu đang định là làm theo cái hình như này này không? Đấy thì ông nhìn nhá. Đấy thì cái phần bên này nó sẽ thòi ra đây, bên này dài thêm. Thòi lên kia nhỉ? Đấy, thòi lên trên một tí nữa. Là cái chỗ kia là nếu mà đi là chỉ có là chỉ có một người, hai người là đi vừa thôi. Đấy thì là đến cái tay của chú Toán luôn đấy. Đó. Xay từ đây lên đấy, xay từ đây ra đây đến đây ấy. Đấy, từ từ đây ra đây ấy. Thì ông xem có vừa không, xem có nếu mà 58 thì đấy, chú cháu về lựa chọn là 58 là đến đây đúng không? Đúng rồi. Là nó đến đây, còn là bây giờ nếu mà xây vào như cái hình mà ông cháu vừa cho ông xem ấy, thì là từ đây nó sẽ dài đến tận cái chỗ mà đây đến tận đây. Thì là làm như vậy thì ông thấy là có liệu là có nó có hợp nó có hợp với ông không ấy? Tầm đến đây à? Tầm đến đây á? Thế là bây giờ chú xây cho nó dài ra cho cháu thêm độ tầm là chỗ này là 10 phân à? À đâu? Mười mấy phân đấy nhỉ? 20 phân nữa. Cao cái này không bao giờ. Đấy là ông cứ thử ngắm xem, chú Toán chú cứ ước cho ông xem là cái bàn của Thần Thái của ông sau này sẽ rộng ra đến đâu. Đổ ra đến đây là nó không phải là đổ mỗi chỗ này nha, đổ từ đây nó ra bên kia hết đấy. Không, từ đây là không đến đâu, từ đây là đây. Đây đây thôi mà chú. Đây đây là ra bên kia thôi mà, còn cái này là nó chừa lại thôi mà. Tao chừa xem nó mang 20 phân đi tao khoảng cái này. Đấy là đây thì nó theo tao bày bật tọt đó, mới thì nó phân mà nửa sáng mà nay đấy. Chủ thấy thằng này lên tí rồi, đổ từ dưới ba này, tao đổ từ ba phần. Để đi cặp một cặp, xa đi mà màu phần đi cặp lại chủ mới ngài thấy tầm thằng này. Đấy, bây giờ là theo cái ý của ông là ông muốn là làm 58 đúng không? Từ đây thẳng ra bên kia hay là đến tận đây không? Nhưng mà từ đây là nó không xây ra kia đâu nhá. Từ đây là nó chỉ thòi ra thôi. Thẳng ra bên kia luôn đúng không? Vâng. 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 Đấy thế thì cái bây giờ ý kiến của ông là ông muốn là cái chiều dài của nó thì lại đúng ý với lại của hai chị người Thúy là 58 rồi đấy, nhưng mà ở đây thì hai chị người Thúy là muốn là làm để cho nó rộng ra, là kéo ra bên kia đấy, nhưng mà để cháu chia sẻ cái video này lên xem là hai chị người Thúy là ý như thế nào, còn là không thì vẫn sẽ phải là nghe theo hai chị, tại vì là hai chị là người mà hỗ trợ nhà của ông là nhiều nhất đấy, nhưng mà ông là muốn là chỉ có đổ từ đây đi thôi đúng không? Từ đây ra bên kia đúng không? Vâng, đấy tại vì là bây giờ nếu mà đổ từ tay của chú Toán đang cầm đi là sau này ở đây thì có thể là ngồi được thêm một mâm nữa các bác. Thì chỗ này được tầm là thêm là 2 mâm nữa thì là ngôi nhà còn ngồi được là 3 mâm. Còn là nếu mà như đổ từ cái hướng của ông lên ấy thì là chỉ ngồi nhà chỉ được 2 mâm thôi.
Thế là bây giờ cứ thống nhất như thế đâu ông nhá. Đấy, để xem là ý kiến của hai chị là sẽ như thế nào. Còn đấy, bây giờ thì trước mắt là cái mặt bàn ấy là chú lấy cho cháu là 58 nhỉ. Vâng. 58, còn cái bìa đứng của nó là 88 chú nhỉ. Đấy, cái kích thước đấy. Còn là nếu mà sau này thêm là 1-2 hôm nữa xem là ý kiến của hai chị như thế nào thì cháu sẽ bảo với chú. Không thì chú sẽ đổ ra thêm cho cháu. Cho nó dài ra. Đấy. Cũng để cho ông là hai chị suy nghĩ thì để là cái khu bếp của nhà ông các bác thì sẽ để được là nhiều đồ đạc hơn. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nó là hai ông cháu thôi. Đồ đạc thì nó cũng ít thôi, nó không có nhiều cả. Còn về là cái chỗ khu gian bếp của nhà hai ông cháu của bác nhé, thì là cái cháu lực sẽ dùng tay để chỉ qua nhé các bác nhé. Từ cái chỗ này là sau này thì có thể nếu như có tủ lạnh thì là để được tủ lạnh đi vào đây nào. Còn bên này thì cháu lực sẽ làm một cái chỗ để mà rửa bát ở đây. Đấy, và sau này có thêm kinh phí thì nó mua một cái chạm bát treo trên tường. Đấy, còn ra phía bên này thì có thể là trừ ra một góc độ tầm là 50 phân để cho ông chặt thái ở đây. Còn ra góc bên này thì sẽ là cái bộ bàn bếp ga của ông là hiện tại ở đây. Sau này nếu mà có thêm kinh phí là sẽ mua. Còn hiện tại thì kinh phí là chỉ có đủ làm nhà thôi. Vẫn còn đang âm lộ là 40 triệu nữa. Còn ra cái góc bên này thì sẽ để cho ông là để bàn thái này là để đồ đạc thôi cô bác. Để đồ đạc thôi. Ví dụ như sau này có thêm cái ổ cắm bên này này cô bác này. Thì là sẽ để mà cắm nồi cơm điện hoặc là cái máy... lò cái máy hâm nóng thức ăn đấy các bác ạ. Đấy, còn ra phía góc bên này này các bác, góc bên này thì làm một cái bàn ra thì sẽ sau này để cho hai ông cháu có thể là ngồi đây ăn cơm được chứ không phải là đi vào trong phần trong nhà nữa. Đấy, ghế ngồi đây thì nó là bàn thái mà phần dưới nó giống nên là mua ghế lúc nào mà ăn xong thì là đổ đi xuống dưới. Thưa các bác, công việc của hôm nay đội thợ thì vẫn đang đi vào và hoàn thiện là cái phần chát thôi các bác. Đấy, cũng thông qua là cái video này các bác ạ, cũng có một số bác ấy cũng có bảo với cháu Lực là chuyển cái nhà vệ sinh ra bên ngoài thì là để cái nhà vệ sinh hiện tại là đang làm thì để mà làm cái nhà kho để gạo đấy, nhưng mà hiện tại là cái phần là kinh phí là không có đủ nữa cho nên là không thể mà di rời được cô bác ạ. Thì rất là mong các bác là thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Tại ở đây thì cũng có một bác thì còn nói là về cái nhà vệ sinh thì cháu Lực cũng đã lý giải rồi, thì rất là mong là bác sẽ thông cảm cho cháu Lực. Và có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi đấy, có thể là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và rất là cảm ơn các bác đã đồng hành cùng cháu Lực là trong cái suốt chặng thời gian làm thiện nguyện là vừa qua. Và hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở sau tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Đây. Ông chuẩn bị đi đâu ấy? Ông với mày là chuẩn bị đi đâu ấy? Lấy củi đi. Lấy củi à? Đây ông gửi một chào tới các bác nào. Chào các em các chị nhá. Rồi, nào mày nào. Chào tạm biệt các bác. Rồi, bye bye nào. Nào Giang nào. Con chào các ông các bà. Rồi. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Đun nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút không nhỉ? Vâng. Này không?
uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này của bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này của bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh của bác. Ôi, màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại là cháu Lực bán hộ là ong sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Thì có lời cho các bác các chị từ khi ra lúc này để mà chủ bình nước và uống hàng ngày thôi. Các chị liên quan đến biến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị các em các chị dừng nữa thôi, không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị các bác. Xin cảm ơn.